Ngày 15 tháng 8 năm 2014, tại hợp tác xã trục vớt đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, ông Trần Văn Vốn là chủ tàu DNA 90152 bị Trung Quốc đâm chìm ngày 26 tháng 5 cùng hơn 10 công nhân và thợ đã đóng tàu mới. Ông Vốn cho biết con tàu đang đóng sẽ hoàn thành sau 90 ngày, làm nghề lưới bùng nhùng trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Khác với những con tàu đóng theo kiểu truyền thống, tàu này được đóng theo mẫu tàu Thái Lan có thể chịu được gió cấp 11 do ông Vốn thuê một đơn vị ở Vũng Tàu thiết kế. Tàu có công suất 1.000 cv, dài 21,5 m, rộng 6,2 m, cao 3,5 m. Tổng chi phí đến gần 7 tỷ đồng nên hiện gia đình đang làm thủ tục vay ngân hàng khoảng 5 tỷ đồng. Con tàu mới đang đóng này nằm sát với tàu DNA 90152 đang được lưu giữ tại hợp tác xã trục vớt đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An. Ông Vốn cho biết thêm, gia đình ông phải vay tiền để đóng tàu mới, nhưng nhất quyết không bán tàu DNA 90152, bởi đó là bằng chứng vô giá. Nếu tàu DNA 90152 chỉ có công suất 450 cv, thì lần này gia đình đóng mới tàu 1.000 cv, tiếp tục ra ngư trường Hoàng Sa đánh bắt.